các em cách nhìn về thiên nhiên thú vị và gần gũi với tuổi thơ thông qua các hiện tượng như trời mưa, trời nắng và những hình ảnh người mẹ ra đồng, cây lúa trổ bông, em đến trường, cây vườn thêm xanh. Đó là bài hát Khúc ca bốn mùa, nhạc và lời của Nguyễn Hải do Song Ca của học sinh trường tiểu học Tân Định trình bày. Thank you.
Nàng và lời Trần Ký Tường do em Nguyễn Thị Thu Thảo, học sinh lớp 31 của trường tiểu học Tân Định trình bày. Trần Đức Phong Thu do Tam Ca học sinh trường tiểu học Tân Định trình bày.